Chiều ngày 2 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNID trên toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc có đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 của huyện và các đồng chí thành viên tổ công tác. Triển khai sổ sức khỏe điện tử, đến nay Bộ Y tế đã tạo lập được hơn 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân trong đó có hơn 14 triệu công dân đã được tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNID với 12.518 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 98% số cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước và đồng bộ liên thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tích hợp vào VNID. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện liên thông 16 trường thông tin khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tự nguyện, điền vào các biểu mẫu, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho bác sĩ và nhân viên y tế. Việc triển khai sổ sức khỏe điện tử giúp cho người dân có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, sử dụng giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám thông qua ứng dụng VNID một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm được thủ tục hành chính phức tạp, dườm già. Hàng năm ước tính sẽ tiết kiệm khoảng 1.150 tỷ đồng, mua sổ bạ cho 230 triệu lượt người khám bệnh. Người dân hoàn toàn chủ động theo dõi hồ sơ sức khỏe của bản thân, và có thể cung cấp hồ sơ bệnh án của mình cho bác sĩ ở bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào không phát sinh chi phí đối với cùng một nội dung khám dù không cùng bệnh viện về phía các bệnh viện khi dữ liệu được liên thông từ các cơ sở chữa bệnh sẽ tiết kiệm được thời gian chi phí giảm thiểu thời gian đón bệnh nhân không phải nhập lại dữ liệu thông tin đã có sẵn trên hệ thống cũng như phục vụ chuẩn đoán chính xác và hiệu quả công tác khám chữa bệnh tránh lãng phí